bật cầm bóng cũng hạn chế. Văn Hậu, đúng rồi, đó là Văn Hậu. Chết thật, đá cứ kiểu rượt đuổi tỷ số này ta. Trận này cống hiến thật mới 30 phút 5 bàn thế này. Vẩy má của con Hải tạt cho Văn Hậu đánh đầu. Xin chào anh em, chúng em đã quay trở lại với kênh của mình. Và trước khi vào video, anh em đừng quên like video và đăng ký kênh nha anh em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục với vòng 1/16. Đối thủ của chúng ta ở trận này lại là Bắc Triều Tiên anh em ạ. Mình nghĩ là cũng không quá khó khăn cho trận này đâu. Hoàn toàn chúng ta có thể xử lý được trận này. Hôm nay mình sẽ thử cho một số những gương mặt mới vào, như là Patrick Lê Giang. Dưới đây thì chắc là Adriano Smith sẽ có trận thử sức ở trận này nha anh em. Ok, chúng ta có thể thấy sự xuất hiện của Tiến Linh này anh em. Cầu thủ đã ghi rất nhiều bàn cho tuyển Việt Nam rồi. Ok, và đây là hai bên cầu thủ ra sân trận đấu này anh em nhé. Ok, và đây là Văn Toàn, Tiến Linh, Quang Hải. Những gương mặt rất quen thuộc thôi. Tuyển Việt Nam mà. Chúng ta có sự xuất hiện của Alex Hunter nhỏ kìa anh em. Người được Văn Toàn dắt tay ra sân. Alex Hunter nhỏ. Này, chúng ta sẽ có sự trở lại của Trần Đình Trọng cũng như là Adriano Smith anh em nhé. Hai trung vệ lâu lắm mình chưa cho ra sân. Ok, và hai đội sẽ cùng bắt tay để chuẩn bị ra sân anh em nhé. Thủ thành chúng ta hôm nay là Patrick Lê Giang. Với 5 hậu vệ, hai cánh đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài. Ở giữa là Trần Đình Trọng, Nguyễn Ngọc Hải và Adriano Smith. Đôi tiền vệ trung tâm Hùng Dũng, Hoàng Đức, tiền vệ tấn công Quang Hải, và phía trên vẫn là hai cái tên mà mình cực kỳ tin tưởng, Văn Toàn và Tiến Linh. Ok, và đây bây giờ thì chúng ta đã vào đến vòng loại trực tiếp rồi, nên là mình nghĩ là cũng không có cái chỗ để cho chúng ta có thể mắc sai lầm được trận này đâu. Hay chúng ta đá chỉ có một lượt trận thôi. Ok anh em ơi, đây là đội hình xuất phát của bên phía Bắc Triều Tiên nhé. An Tae Song, Kim Chon Bom, Jang Kuk Chon, Ri Yong Chon, Sim Hyo Jin, Han Tae Yop, Park Myung Song, Ri Yong Jik, Kim Yong In. Hai tiền đạo là Han Quang Song và cái gì? Tên mấy ông này khó đọc quá anh em ạ. Đây là Quang Hải, trông rất uy tín luôn anh em. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu trận đấu vòng 1/16 nha anh em. Chung là trận này thì có Đình Trọng cũng như là Adriano Smith thì tất nhiên là cái sự yên tâm của mình nó cũng lên cao hơn rất nhiều. Tất cả Triều Tiên cũng không phải là một đội bóng quá mạnh. Chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng có điểm. À không, có thể là giành chiến thắng được. Quang Hải. Ui. Cơ bản là Triều Tiên thì họ biết là họ đá không mạnh nên là họ thường thiên về phòng ngự nhiều hơn. Ui. Tiến Linh, Tiến Linh, Tiến Linh. Ui. Hồ Tấn Tài.
Tài, Hoàng Đức. Ui, Tuấn Tài. Thực ra là mình thấy phiên bản FIFA 23 này nó cái việc coi như là trồng cánh rồi tạt cánh đánh đầu nó cũng khó hơn rất là nhiều. Tại là từ đầu trận là chúng ta vẫn đang chỉ đá bên phần sân của Bắc Triều Tiên thôi. Bắc Triều Tiên thậm chí còn rất khó để mãi mới lấy lại được bóng anh em ạ. Ôi kìa, Đình Trọng lâu không được đá nên là có đường truyền hỏng, hơi đau mắt. Trận này chúng ta đá mình nghĩ là cũng không cần CDM đâu nên họ cũng chả tấn công được nhiều. Ok ok, sao đã vào rồi. Vừa mới đây thôi nhưng Patrick Lê Giang trận đầu đá thủng lưới luôn mà. Kiểu bên họ mình không hiểu sao lại ghi được bàn ta. Cái này nó có gì đâu nhỉ. Thế rồi, một trận đấu loại trực tiếp mà chúng ta thủng lưới sớm như này. Một đường QW cực kỳ khó chịu luôn. Và hai tiền đạo của họ che chắn cho nhau để số 7 này có thể tung ra đường dứt điểm anh em ạ. Chịu rồi, chịu rồi. Nãy Tiến Linh cũng tung ra một vài cú sút nhưng mà bên kia họ đá thủ kỹ quá. Ok ạ. Chết chà, sao truyền ẩu vậy ta. Thấy các cầu thủ Triều Tiên che chắn rồi là bé bóng rất cực kỳ khó chịu nhá. Là FIFA những năm gần đây thì các phiên bản của họ về việc mà truyền ấy nó khó khăn hơn rất nhiều rồi. Các bạn anh em kiểu phải đặt cầu thủ vào đúng tư thế thì truyền nó mới dễ. Chứ còn nếu mà truyền những pha xoay lưng ấy các thứ nhiễu vào 4 thì gần như là rất khó. Ôi sao Triều Tiên đá hay thế nhở. Triều Tiên đã khó chịu thật sự ấy. Đúng rồi. Tiến Linh. Rồi rồi rồi, che chắn. Tấn công này. Trời ơi sao không có ai lên vậy. Ơi Việt Vị. Kim Chon Bon. Han Tae Hyuk. Ây. À, cái này khi tiền đạo của họ dê dắt bóng mình muốn cướp bóng cũng rất khó nha. Ui. Ui. Patrick Lê Giang không thể làm gì được trước những cú sút của bên phía Triều Tiên. Có lẽ là bên phía Triều Tiên họ biết là cái khả năng phối hợp ban bật của họ không được tốt nên là họ cải thiện về mặt dứt điểm rất nhiều. Nhưng đây đang là Tiến Linh. Đúng rồi. Bảo rồi Triều Tiên không có gì khó anh em ạ. Đá kỷ luật một tí là có bàn ngay. Chỉ cần đá kỷ luật một chút thôi. Ui, đường chọc khe khá thoáng luôn. Cơ bản là vì bên phía Triều Tiên thì cái cách tổ chức chơi của họ nó không được tốt bằng chúng ta. Không sao, mình cũng có thể nghĩ luôn là với cái việc mà Triều Tiên họ đá một cách khó chịu như này thì chắc chắn là trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Giữ bóng rất khó chịu nhỉ, cực kỳ thực dụng luôn, không kiểu truyền bậy bạ như mình luôn. Ui, đường căng ngang kìa. Ấy, múa nhầm skill rồi. Che. Rồi. Đấy, cứ che chắn họ không truyền được vào đâu. Họ chủ yếu là có nhiều bài căng ngang. Nhưng mà cứ giữ một cái kỷ luật đội hình là không lo. Đúng rồi, Quang Hải. Đó là Quang Hải. Quang Hải bản này nhìn dày người thế nhỉ. Thực ra là Quang Hải đợt sang Pháp đá cũng tăng cân tương đối nhiều. Quang Hải xoay trụ nhanh thế. Không nghĩ là Quang Hải có thể khả năng xoay trụ dứt điểm nhanh thế. Xin lỗi anh em, mình đá hơi nhiều hậu vệ, đá nó hơi tiêu cực. Cốt cũng chỉ là để mang vinh quang về cho đất nước thôi anh em.
chè bóng rất khó chịu nhá, mình không lấy được bóng luôn, mặc dù nó đi bộ thôi nhá. Ô, hai đều rồi. Sao hai đều nhanh thế nhở? Dê rất khó chịu thật sự. Mình không thể nào lấy được bóng của nó luôn. Mà nó đi bộ nhá. Xôi, trả ngược một quả dứt điểm này. Khó chịu thật. Ui dồi, Patrick Lê Giang trận này vào đen quá. Anh em bảo là tại sao không giữ bóng được, với cả đá hay mất bóng rồi là ấy các thứ này kia gì. Cầu thủ chỉ số có 6 mấy thôi anh em ạ. Giờ mà muốn kiểu đá đẳng cấp cao như mấy đội chỉ số cao thì cũng chịu. Tiến Linh, ui, dứt điểm hay nhưng không vào. Cả đá những cái đội này thì cái khả năng ban bật cầm bóng cũng hạn chế. Văn Hậu, đúng rồi, đó là Văn Hậu. Chơi thật đá cứ kiểu rượt đuổi tỷ số này ta. Trận này cống hiến thật mới 30 phút 5 bàn thế này. Và vẩy má của Quang Hải tạt cho Văn Hậu đánh đầu. Rất chuẩn luôn. Không ai kèm Văn Hậu cả. Đánh đầu trong tư thế quá thoải mái luôn. Mọi việc trở nên rất đơn giản. Không ai kèm Văn Hậu cả. Mới có 40 phút mà đã có tới 5 bàn thắng được ghi anh em ạ. Trận này cống hiến thật sự. Kim Jong In, Shim Ho Jin. Lại bài trả ngược, vãi trưởng ạ, bài trả ngược. Không có thể bắt được người nó luôn ạ. Khó chịu thế nhở? Cái trưởng hiệp 1 3 đều rồi. Cái gì vậy? Cái trưởng luôn hiệp 1 3 đều anh em ạ. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà nó chuyên có cái bài mà dê dê vào cái khu vực đấy xong trả ngược ra ấy. Không thể nào bắt được cầu thủ nó luôn. Patrick Lê Giang đen quá, vừa có trận ra mắt làm ngay ba nháy vào lưới, chán thật. Ôi Quang Hải truyền bậy bạ thế nhở. Ui, rồi Hùng Dũng lấy được bóng. Hoàng Đức, ui, Hoàng Đức sút quả lộ quá, sút thật thà quá. Ui. Như vậy là hiệp 1 đã khép lại với tỷ số là 3 đều anh em ạ, một trận đấu quá cống hiến luôn. Mới có hiệp 1 mà đã có 6 bàn thắng được ghi cho cả hai bên. Nên chứng tỏ hai bên thủ rất kém anh em ạ. Bên Triều Tiên đá rất khó chịu luôn, không phải dạng vừa. Anh em nhìn nó che quả truy quản của Quế Hải. Không thể chạm được vào người của nó luôn. Mấy anh Triều Tiên này đá ảo thật. Cứ kỷ luật đội hình nghiêm túc mà đá nhá. Đấy, cái nền tảng giữ bóng, kỹ thuật giữ bóng của họ tốt, dã man luôn. Đá cũng hơi khó chịu. Thôi, không có đâu. Một đường cắt bóng tốt của Adriano Smith. Ok, Quang Hải. Đây rồi, Văn Hậu. Tiến Linh. Ui, xà ngang. Xà ngang kìa. Vai cả trưởng xà ngang. Rồi, pha phối hợp rất bài bản. 4-3 cho đội tuyển Việt Nam. Tình thế rượt đuổi tỷ số vẫn chưa kết thúc.
Đức trận này mệt rồi. Tiến Linh cũng chỉ việc làm đệm vương một phát rất đẹp thôi. Hay thật. Tuấn Anh sẽ là người vào thay thế. Hoàng Đức trận này có vẻ hơi mệt, đá nó chưa đúng sức anh em ạ. Đá nó hơi dưới sức. Kinh Nhật trận vòng 1-16 rồi mà độ hấp dẫn nó đã đến mức kịch tính như này rồi. Tiến Linh, ui rồi, đẹp chưa anh em, ui, tạt vào này, bắt vô lê này, bắt vô lê đúng cái hướng ngược lại thủ môn đang di chuyển luôn. Đỉnh thật anh em ạ. Toàn. Ui, không tới được Tiến Linh. Tỷ số là 5-3 rồi. Hy vọng là sẽ không có một pha ở oxy như lần trước gặp Ả Rập Saudi anh em ạ. Trận trước gặp Ả Rập Saudi 5 đều, sợ thật. Úi xôi. Ui, dứt điểm ngay đến từ phía Bắc Triều Tiên. Tiến Linh cũng có 7 cú sút trong trận đấu này. Ê, rồi. Tình huống phần trước cầu môn khá nguy hiểm đến từ Arino Smith. Ai đây? Hùng Dũng. Ui, vào, siêu phẩm của Hùng Dũng. Này, không phải siêu phẩm thì là gì nữa anh em. Đi bóng rồi lốp bóng qua đầu thủ môn. Vẻ như mấy anh em Bắc Triều Tiên thở oxy hết rồi, mệt rồi. Không đuổi được Hùng Dũng nữa. Tình huống kéo áo rất lộ. Nhưng mà Hùng Dũng vẫn có thể ghi được bàn. Quả này mà nó đập đầu Quang Hải xong nó tính bàn cho Quang Hải thì cay lắm nhỉ. Ui, quả bấm bóng này, đỉnh cao thật sự. Sáu ba rồi, trận đấu có tới 9 bàn thắng được ghi, quá hấp dẫn. Mà mấy phút thứ 6-7 của trận đấu à. Đá kỷ luật tí là khác ngay anh em ạ. Triều Tiên tỷ số họ cũng thấp mà. Rồi, nhưng mà sẽ có một quả phạt góc cho Triều Tiên. Quang Hải. Ui, à, một tình huống vào bóng rất khó chịu. Giang Cúc tròn và anh đã cúc. Anh cũng phải cúc thôi. Tình huống vào bóng không cần thiết một chút nào. Trận này Quang Hải cũng đã ghi bàn, không sao hết. Thay ra để giữ người thôi anh em. Nhỡ chẳng may bên kia họ quẫn quá, họ phạm lỗi nhiều. Ui, Tiến Linh không vượt qua được rồi. Bắt ngay. Triều Tiên thì còn có 10 người thôi thì họ sao đã. Ui, hay thế nhở. Ơi à, lừa bóng rất cơ bản. Đừng không chơi trò trả về, không chơi trò trả về. Đấy, Việt vị. Việt Nam có tới 125 đường truyền trong khi con số đối phía Triều Tiên chỉ là 97. Văn Hậu đột phá.
Văn Hậu chỉ số đi bóng hơi thấp anh em ạ, đẩy quả bóng nó dài quá. Muốn có một siêu phẩm cho Văn Hậu chưa được. À, cắt bóng nhanh thế. Ri Young Chol. Ăn xong y. Ăn xong y. Rồi, bên kia thiếu người mà, sao đá được, lại còn thiếu tiền vệ. Hay chưa, Văn Hậu kìa. Ui, Tiến Linh không sút được. Góc hẹp quá rồi. Hồ Tấn Tài rất nỗ lực muốn ghi thêm bàn thắng. Nhưng không sao, chúng ta không cần thiết phải như thế. Tỷ số đang là 6-3 rồi. Gần như là chiến thắng chắc chắn vào tay rồi. Phút 55 rồi, à 85 rồi, còn gì nữa đâu anh em. Han Tae Hyuk. Park Wang Ryo. Bạn thiếu người không có bài để đá luôn, trong khi Việt Nam đông như này cơ mà. Ây da. Ở đấy mình tưởng trọng tài phất cờ bên kia Việt Vị, nhưng thực ra là ở đấy mình phạm lỗi khi xoẹp rồi. Ui, Lương Xuân Trường yếu quá rồi. Ra là Xuân Trường đợt này cũng có được gọi lên tuyển đâu, nhưng mà trong này có thì mình dùng thôi. Các bạn ạ, à, mình nói một điều cho anh em biết, đấy là những cái đội hình này nó phụ thuộc rất nhiều vào người làm mod, nên là có những cái nó không thể tùy chỉnh được. Hết giờ, và như vậy là tấm vé đi tiếp đã thuộc vào tay đội tuyển Việt Nam. Quá uy tín anh em ơi. Hat-trick cho Tiến Linh. Hat-trick cho Tiến Linh luôn. Quá khét. Rồi và hẹn gặp lại anh em trong những tập tiếp theo của hành trình Asian Cup của tuyển Việt Nam anh em nhé.